Tụi con sẽ đi ra gặp thầy đó. Tụi con ghé đây xong rồi sẽ đi ra ngoài kia. Đi ra gặp thầy đó. Dạ. Trên chiếc xe của tụi con luôn. Khổ gặp lắm. Dạ. Tụi con vào công an đây nữ đây hồ nữ lắm mà hẳn thân cũng muốn gặp nhiều nữa. Dạ. Ở hẳn phức tạp. Ở huyện dạ. Tôi gặp được cái mình. Đi đi. Phật. Con ghé ông bà xong là ngày mai con đi tối nay con đi ra ngoài đó luôn. Khuya nay tụi con chạy xe ra ngoài gia sư luôn. Ta đành lễ. A Di Đà Phật. Ông bà có nhắn gửi gì không? Có nhắn gửi cho sư ông để con chuyển lời con ra con gặp sư con chuyển lời cho ông bà. Ừ. Nhận đây ổn nhận gì chứ chú sư đi. Để chú ảnh đấy. Dạ. Chụp ảnh nhé. Ông bà nói chụp ảnh cho sư vậy. A Di Đà Phật. Mong sư mạnh khỏe đi. Mong sư mạnh khỏe đi tu tập thanh đi ông. Sớm thành Phật quả hả bà? Cho sư sớm thành quả Phật để độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Ông là luôn luôn lúc nào cũng muốn sư giữ cái tâm tịnh. Dạ. Ông luôn luôn nói nhưng mà sư không sư ăn tư sư tuyệt đối không nhận đủ sư ăn một chút xíu buổi sáng thôi. Là sư không nhận nữa. A Di Đà Phật. Bà thương lắm. Chứ tôi cứ sợ là tôi đi cả chục đó thì nếu mà dành một đồng tiền của người ta là coi như là mất hết số tiền. Dạ mất hết. Dạ. Không tố anh gì được rồi đâu. Dạ. Đừng có dành một đồng tiền nào thiếu thốn nữa. Nếu có khổ quá thì chạy về đi trả về chứ đừng nhận tiền người ta nữa. Ở Việt Nam thì rất là hiếm người tu được như sư có theo nghe. hạnh Đầu Đà của sư rất là hiếm luôn. Hiện tại bây giờ 13 hạnh Đầu Đà của sư là thế giới này cũng không được mấy người. A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ con nói cho ông bà vui là bà con trong nước và ngoài nước khi thấy cái hạnh sự tu của sư á là A Di Đà Phật ai cũng muốn để được noi gương của sư để học tập. Tôi lúc này cái chỗ ở Sài Gòn ra đây chỗ này ở với Đàn Đô với tớ bố mẹ vô lậu ông ơi. Đám mùa vẻ. Dạ, nói 3.000 á, 3.000 để bay về Việt Để gặp sư đấy. Dạ. Gì đâu mà. Cái chùa thông tin rồi, chùa bỏ. À, thì Sài Gòn gọi về cho ông ấy Chùa ra đây. Dạ. Chùa ra lúc sáng đấy. Dạ, ra hồi sáng này không? Vâng. Dạ. Cái chùa ở Sài Gòn ra lúc sáng. Dạ. Con đường gái thứ quá. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Con thương quan tâm ba mẹ. Vâng. Đường gái thứ quá làm y tế ở dưới chỗ cái huyện Văn Giang. Dạ. Y tế. Cách đây là 80 cây. Dạ. 80 cây luôn. Vâng. Mà có về thăm sư không? Thăm ông không? Đó. Khi đâu cầu công chuyện gì thì đâu về chứ còn được thì đúng về được. A Di Đà Phật. Nó làm về đó thì đúng về được. Dạ. Mình nhìn thấy ông bà nhớ lại thời cuộc đời Đức Phật đấy ha. Ông ngày xưa đi xuất gia đi xuất gia cũng vậy đấy. Sau này ông bà cứ sư đi sư hành thiện đó. Rồi bác ông bà ở nhà mạnh khỏe. Ở nhà mình cố gắng điều dưỡng cho tổ ông đi dài nhau mà cái xăng mình phải dùng dòng cái xăng cho nó. Mình ra đây là nhà của sư đây nha mọi người. Đó, đây là ba của sư. Kỷ niệm nhất là ông được sư tặng đồng hồ từ hồi xưa tới giờ luôn. Mà ông vẫn còn đeo nha. Đó. Đó, chỗ này là vòng vòng ngay khu nhà của sư nè, có cây chôm chôm đó nè. Con đang quay cái cảnh nhà mình cho sư nhìn sư đỡ nhớ. Sư đâu có xem đâu, có đệ tử có đệ mà. Có những người đi chung sư sẽ nói lại cho sư thêm thôi chứ sư không có xem. Hạnh chứ trả về không chứ trả về của các chủ rồi chứ hết còn đòi trả về nữa đâu. Sư bây giờ gặp tất cả mọi người đều là cha mẹ hết. Trả về anh em cả. Trả về anh em cả. Hạnh cổ phân biệt chứ trả về ai nữa đâu. Chừng chơm đợt này trái quá chừng kìa. Anh lặng nhiều quá. Anh lặng hết kéo. Sư chồng hả? Sư chồng cái chôm chôm đấy hả? Hết chết gì nè. Không, ổn hết trong đó. Đó. Cháu hết trong. Cháu ấy hết sáu nghỉ hết, nó đi học đi anh. Cháu này sướng đâu, cái cháu vừa này sướng. Chôm chôm, ở đây trồng chôm chôm được nha. Cái sòi trái quá chừng nè. Sòi trái kìa. Sorry.
cái sợi đi cửa nhà sư luôn nè. Trái lòng thông kìa. Trái quá trời luôn. Chôm chôm. Cũng cảm động mấy chứ cho cái ta thừa ngân quả cái ta khóc đi ba cùng Mười Long cùng Thước yeah. Ở đấy thôi mọi hồi thì đồng viên con để đi làm rồi mà chứ cho con ăn mưng mưng tùi tùi cho cô đấy thì yeah. Cùng là ở ba thầy về người trên TV khóc vô quả vào bây giờ thấy sư khỏe với hai lời sư tu theo con đường chính vậy đó. Ông bà cũng vui đừng có khóc nữa để giữ sức khỏe. Vâng. Bà dạ. Khóc nhiều á. Dạ. Bà rất nhớ nhiều và khóc nhiều nữa. Bà thấy khán giả khóc bà cũng khóc. Bà thấy gì? Cũng thấy là rất là nhiều người khóc vì sư cũng như là người ta thương sư, sư đi là đợi chân đầu đầu đợi trời chân đập đất vậy đó. Mà nắng 45 40 độ. Đi dưới cái nắng là 40 45 độ mà đi giữa ngoài đường nhựa gì nó nóng rất là nóng luôn. Đó. Bà thấy cái sức khỏe rất nhiều đường vô như vậy. Ừ. Sức chịu đựng vô biên đấy ông nói sức chịu đựng vô biên đừng. Mình cùng cầu nguyện để cho sư được sớm thành quả Phật đó, có hộ pháp theo sư để cho sư có cái sức mạnh thì cùng long thần hộ pháp hát tú hành ra đây chứ ông như đông bao cả được ủng hộ giúp Phật cho hạnh hạnh thành công được. Dạ. Bây giờ ai cũng niệm Phật mà cầu nguyện cho sư được nhiều sức khỏe. Được sớm thành Phật quả. Hắn đi hắn là đúng chánh pháp nhưng mà ông phải có cái duyên cái nghiệp bên cháu nữa rồi thì nhờ dẫn cả được ủng hộ cháu. Dạ. Đây thì hắn mới được chứ. Mà nếu mà không có dẫn thì không khổ lắm. Chú. Người ta giúp đỡ cháu rồi. Có Phật tử người ta bảo vệ rồi người ta không biết làm sao. Anh người ta ủng hộ rồi thì anh cho ăn cho ăn làm rồi. Yeah. Trước kia thì có mình sư đi rồi. Sư nói buổi sáng mà sư không ai cũng dường là sư đói sư nhịn luôn. Đấy, lúc đó sư kể trên cái clip mà của ai quay đó. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người biết rồi hay là nhiều anh em huynh đệ của sư đi cục á. Lúc đầu là sư đi con mình à. Dạ. Người ta không biết người ta không có cho đó. Rồi ngày đó là sư về sư nhịn đói luôn. Là sư không có ai đồ ăn. Tại vì qua 12 giờ là không được ăn. Cải bám. Dạ. Cải cho gọi là sư cải bám. Sư gọi sư đều xưng con hết, mất tất cả mọi người sư đều xưng con hết. A Di Đà Phật. Đầu tiên A Di Đà Phật nói với cố thì có xưng con ra đi mới xin cái tấm mà ảnh chứ ở đâu cha mẹ biết cổ mới cho con. Không ai cho. Cha mẹ thì có về đâu mấy năm rồi có về được ăn cơm của cha mẹ ra đâu cười cơm của chính của Phật tử cho nuôi sống nó để mà đi tu hành cái chứ. Sáu bảy năm nay là sư không có xài đồng tiền nào hết trơn sư vẫn khỏe mạnh bình thường chứng tỏ là tâm sư rất là an lạc. Ấy chứ nội cô chủ cha cháu ha rồi lấy tiền làm gì người ta cho mình cơm ăn rồi đấy thì đi tu hành như thế chứ lấy tiền không có thiếu mua được cái gì đâu nó mà lấy không lấy mua cái gì mà đâu có lấy mà cái tôi... gì ông cho ra rồi thì cần công tác ông cho cái áo cái ngoài nghĩa địa cái áo ở ngoài nghĩa địa đó là sư lượm từng miếng vải về sư may. Phật. Cái đó mà lúc đó sư bỏ miếng vải vàng gì nữa phải không bà? Rồi chứ máy đẹp lắm đó. Máy đẹp. Chó, trước chó, trước chó thì rồi sau ông 300 tuổi. Rồi đó mà... trăm tuổi già ông bà đi ông bà đem theo. Rồi họ cuốn đó họ tả lương mà ăn dần này. Để liệm mà về được thì tắm quần luôn chú cha mẹ. Hồi đó bà có dạy sư mai giá không? Sư mai khéo. Bà. Ô cái nghiệp cháu rồi chứ, anh đi học rồi anh đi bộ đội rồi anh đi làm rồi chứ. Ba có mai đẹp hơn mẹ. Mai đẹp. Mai không được chứ, mai đẹp hơn mẹ. Mai thẳng thẳng mà đẹp lắm. Đừng may mũi. Bây giờ là sư chỉ lại mấy cái đệ của sư mai luôn. Bà có coi cái khúc mà sư chỉ mai không? Sư chỉ mai á đẹp lắm. Ừ. Mai những cái y đó. Mấy cái y rồi, mai
thằng chú nhấn quay lên này đứng lườm vài thì thấy cái mô rồi nó ngồi mấy cái ý để khoác đó rốt cho đêm không đi lụm giấy người ta dục không à tại vì cái ba y một bát đấy, là cái nồi cơm điện là cái kỷ niệm của sư đấy A Di Đà Phật vừa cho cái ông chi người được ảnh về đó cái nồi cơm điện. À cái gì Thành Luân ở bên Anh á được cái nồi cơm điện của sư đó 6 năm đó đó rồi thôi chứ à cứ đo đủ đủ cả tỷ rồi chứ cứ đo đủ chọc người ta nói với Thành Luân gì đó bây giờ 1 tỷ có bán không Thành Luân đấy không rồi lại trả thêm nữa không bán nữa đâu bao nhiêu cũng không bán món quà vô giá A Di Đà Phật nay thế ông bà tới gặp ông bà mạnh khỏe vậy là sư yên tâm lắm rồi đó vâng sư đi là đi làm việc quà Phật mà sư thấy ba mẹ sư ở nhà mạnh khỏe vậy là sư đi tu nhưng mà phước đức á ba mẹ ở nhà khỏe mạnh ông bà khỏe mạnh hôm nay tụi con gặp sống được lâu trăm tuổi tụi con mừng dữ lắm A Di Đà Phật cũng như giống như gặp được sư vậy đó A Di Đà Phật chứ cô chủ có tiếng cầu nguyện cho cháu ăn mạnh khỏe ăn đi tú vô thanh đạt thế rồi nói tới cái bà Mùi Ngùi chứ các chú ba đi lên lên vườn sâu riêng đi thẳng cái đường đi lên hai có cái đường mới họ mới đồ đường dừa đấy chú cứ đi thẳng đường nữa lên hai cái là họ chỉ cho nó vào được đấy hỏi làm sao biết đường đâu chị hỏi, Linh vậy có xuống hỏi không bà xuống hỏi không một nữa hỏi nhà vườn nhà của Thiên Linh ở đâu Thiên Linh hả? Thiên đấy đi lên theo cái đường vừa mới đầu Thiên Linh Thiên bên tay trái tên là Lê Anh Thiên Thịnh Hạnh Linh hả Lê Anh Thiên với vợ là Mỹ Linh anh Thịnh với gì Linh không mà nói vừa sầu riêng của thầy chắc giờ ai cũng biết rồi A Di Đà Phật đó là thầy chồng mà 100 cái sầu riêng thầy chồng mà bây giờ thì mình cho ông bà nghỉ ngơi ha tụi con đi tụi con đi lên giường sầu riêng quên sầu riêng ấy có quà đang chín thì tụi con tới đây thăm ông bà cũng như là gửi lời thăm ông bà nhiều sức khỏe ha chúc ông bà mạnh khỏe an lạc rồi tối nay tụi con sẽ đi ra với thầy rồi chắc chừng ngày mai ngày mốt chiều mai con sẽ ra được nếu con có duyên con được đảnh lễ con sẽ chuyển cái lời cầu nguyện đến cho sư là con ông bà luôn chúc sư mạnh khỏe sớm thành Phật quả A Di Đà Phật từng là tổ trên thì con chào ông bà nhá. Vâng.